Rồi, xin chào anh em. Hôm nay Tuấn Audio Long An xin gửi đến anh em một clip test và giới thiệu về Dolor, cũng có thương hiệu trên thị trường. Và đặc biệt Dolor này anh em có thể chơi đa năng, và mình có thể chơi karaoke vô tư. Thứ nhất là nó có mic còi và chép còi, và bass nó là bass 40, gân mút. Và đôi loa này gân nó được là gân zin luôn nha anh em ha. Thì đúng loa này cũng có nhiều anh em đã test và giới thiệu rồi. Thì riêng hôm nay với em thì ở cửa hàng của shop em thì em sẽ test và giới thiệu đến anh em. Thì đôi loa này nó có công suất là 160W một thùng. Hàng này là hàng zin tiếng Bắc Quan, là hàng Nhật xuất Mỹ anh em ha. Và bây giờ em đi đến ngoài gần cảnh trước để cho anh em xem ha. Đây là một cái bát 40cm ha. Màn là màn giấy tổng hợp ha. Còn gân là gân mút, gân này là gân zin ha. Zin tới tầng tầng nha anh em. Đây là có một cái chép còi. Đây, chép còi. Giờ đây là một cái mic còi có 4 họng, 4 họng càng. Rất là to. Và cái sức chịu đựng trâu bò của em này nó rất là ok. Cho nên em ca thoải mái, không sợ bị đứt trép ha. Về thùng vách thì em này còn khá là đẹp, ok. Thùng là thùng gỗ lạng anh em ha, thùng gỗ lạng. Lưới y căng em để phía trong ha. Thùng là thùng gỗ lạng cho nên rất trưng bày, vừa trưng bày đẹp, nghe hay, hát hò karaoke tuyệt vời. Thì vào những dịp xuân về như thế này thì mỗi gia đình ai cũng có nhu cầu ca hát nghe nhạc. Thì một em này thì nó có khả năng là đáp ứng được nhiều cái chức năng cho chúng ta chơi, thì trong tầm giá. Và sẵn đây em cũng xin báo giá với anh em luôn, thì lo do này em đang bán với giá là 15 triệu đồng ha. 15 triệu đồng. Giá này là giá rất là thấp so với thị trường anh em ha. Và hôm nay em cũng sẽ test một cái bản karaoke để cho anh em thấy được cái khả năng chơi của em nó ha. Và hôm nay em bệnh cho nên cái giọng em đã dở rồi, mà bệnh thì cái tiếng nó giống gà mái lắm. Nhưng mà ở đây là em mang tính chất là test thôi ha. Anh em đừng chê bai tội nghiệp em ha. Xuân này con không về karaoke. Và hôm nay em ghép nó cùng với lại một cái con, đó là một con micro. Con này thì có bóng anten nên sống nó rất là khỏe. Shure UR20D Plus ha. Con này rất là đẹp. Và ghép cùng nó một con Vanker Rowan TA12 ha. Con này thì chống hú và chất âm nó rất là hay. Thì anh em nhìn thoạt vào thì Vanker nó sẽ kết cấu giống như thế này đa số, nhưng mà bên trong nội thất nó sẽ khác nhau ha. Rồi, thì nó có một cặp 4 anten cho nên em sẽ lấy một cây hát cho anh em nghe ha. Và đây là cái cây tay cầm của cây Shure UR29 ha. Đây, mở nguồn lên ha. Chống hú nha anh em, rất là tốt ha. Khoảng cách từ em tới lo không đầy 2m luôn ha. Nghe pháo giao thừa rộn rãng nơi nơi, bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trong bánh trưng chờ trời xa, đò hay hay những đôi má đào. Chúng mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa xa, khu vườn thiếu hoa vàng mộng xuân. Đàn trẻ thơ ngây chờ mong mảnh trai sẽ đem về cho tà áo mới, ba ngày xuân đi quê sớm riêng.
bạn bè thương mơ. Bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình em ông? Mẹ ơi con xuân này vẫn nhà. Sớp nha nè, tiếng bass rất là quy luật. Ôi nhớ xuân nào ở trời yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trong bánh trưng chờ trời sáng, đò hay hay những đôi má đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng bông xuân. Xuân đi quê sớm dìa, còn bên bây giờ mẹ chờ em chưa? Nhưng nếu con về bạn bè thương mơ, bao lứa trai cùng chờ xuân chiến trường, không lẽ riêng mình em ông? Mẹ ơi con xuân này vắng nhà, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình em ông? Mẹ ơi con xin đời ngày quá trời, vỗ tay mà vỗ tay là do nhạc thôi anh em ơi ha. Rồi và hôm nay cùng với đôi lo Realistic Mắc Quan này em về, thì trong đó em có về được ba đôi nữa ha. Đó là một đôi JBL model là 4307 Studio Monitor, dòng này là dòng lo kiểm âm cao cấp ha, đời đời mới nha anh em. Đôi lo này sản xuất năm 2000 thập niên 90, cho nên nó rất là, con này thì thiếu hụt shop thôi ha, nó rất là đẹp. Bát màng trắng ha, màng giấy ha, trắng rất là đẹp ha. Cân là con này là zin, anh em thấy cái độ nhám nhôm phay của cái mic là anh em biết nó đẹp cỡ nào ha, rất là đẹp. Dòng kiểm âm chất âm này quá là tuyệt vời. Thì giá của em này nó cũng không rẻ anh em ha, nó mắc hơn nếu mà về anh em nghe đời mới thì cỡ như tiếng bát của 100 century thì còn phải nể phục nó. Mặc dù bass nó có 27cm thôi ha, một cái mic và một cái trep đơm đời mới luôn ha, thùng là thùng gỗ lạng nguyên con cho nên rất là đẹp ha. Đôi này em về giá của đôi lo này là 29 triệu đồng anh em ha, thiếu hụt shop. Rồi còn một đôi nữa là đôi Daiton. Daiton thì vài hai hôm trước em cũng có về một đôi đã giao cho bộ khách ở quận 8. Hôm nay cũng về một đôi nữa trong tình trạng rất là đẹp ha. Lưới thì nó đắt, em đã thay lưới sẵn luôn ha, tem mát còn đầy đủ anh em ha. Và đôi này cũng có một bác khách sáng mai bác ghé qua bác chở luôn, cho nên em không có giới thiệu đến anh em nhiều, chỉ giới thiệu sơ lược qua anh em thôi. Cùng với đó hôm nay em về là một con Sansui AU Alpha 97i Mod Limited ha. Con này là con sau em mới về, còn cái con trước đó nó bay về Hà Nội rồi anh em ha. Con này là em mới về thì tình trạng là ruột gan thì rất là đẹp, mặt mũi rất là đẹp. Riêng có một cái chỗ là nhẹ nhưng mà không có thấy, em nói thôi,
đó là cái mác gỗ. Phía bên dưới thì nó có những cái theo năm tháng á, nó hơi trầy anh em ha, nó chỉ vậy thôi. Thì cái đó anh em nào biết thì đem ra cho nó phủ bóng nào cái là tuyệt vời rồi. Đây, con này thì đình đám, em không còn quảng cáo nhiều ha. Rồi hôm nay em về bao nhiêu đó và em xin nhắc giá lại ha. Đôi lo Realistic Mark 1 bass 40cm, họng mic còi 4 họng và một cái tép còi. Thì em này có giá là 15 triệu đồng. Giá này là giá ưu đãi cho anh em ngày Tết luôn, cho thoải mái. Thì bây giờ Bưu Điện nó không còn nhận hàng chuyển hàng đi xa, mà chỉ còn nhận những hàng chuyển gần và chuyển nhanh thôi. Bác nào ở những vùng lân cận như Bến Tre, Vĩnh Long, đại khái ở Cần Thơ, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Hồ Chí Minh trái chở luôn thì càng tốt. Đôi lo này anh em vừa trưng bày, vừa chơi, vừa nghe nhạc, vừa hát hò thì quá tuyệt vời, không sợ lo đứt củ trép gì hết. Tiền này nó rất là gấu, sức chịu đòn nó rất là trâu. Rồi, và em xin báo với anh em, và ai anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ về số điện thoại 0343612345 gặp em ha. Và anh em nhớ đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những clip tiếp theo của em. Xin cảm ơn anh em rất nhiều.